Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Sớm Ăn Hôm. Hôm nay Sớm Ăn Hôm xin giới thiệu với các bạn về bộ mạch cầu thang được bên mình lắp ở bên nhà khách. Ở đây là cái hộp của sản phẩm. Ở bên trong hộp thì có đèn báo mạch, các nút cài đặt chế độ. Mạch bên mình thì là led dương chung nhé, led 12V. Ở đây là cái hộp mà chuyển đổi tín hiệu. Do nhà khách cái bậc dài nên là bên mình sẽ phải lắp thêm một cái lăng kính. Thì lát mình sẽ view cho các bạn xem. Đấy, mạch được kết nối khá là nhiều dây, sử dụng nguồn tổ ong công suất. Ở đây là dây điện này. Đây là các nút cài đặt thời gian sáng, delay và thời gian rung bậc. Tiếp đến là có thêm cảm biến ánh sáng. Ở đây mình đang che cảm biến ánh sáng lại rồi. Để hoạt động cả ngày cả đêm. Ở đây là lăng kính mà mình vừa nói đến đấy. Thì lăng kính này giúp cho cái cảm biến nó xa hơn. Mạch cầu thang này thì rộng 1m2 cơ. Cảm biến này nó chỉ bắt được 40-45cm thôi. Nhà khách thì lắp nó hơi thấp. Thường thì nên lắp ở thân người là đẹp. Tín hiệu bắt nó sẽ chuẩn hơn. Ở đây là cảm biến 2 này. Mình có lăng kính này. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem về cái chế độ người đi từ dưới lên trên. Đấy, khi có người đi từ dưới lên trên thì đèn sáng dần từ dưới lên trên đấy. Sau đấy là 10 giây thì tắt dần. Tiếp đến thì mình sẽ test cái chế độ người đi từ trên xuống dưới. Đi từ trên xuống dưới thì đèn cũng sáng từ trên xuống dưới. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.